Miệt quê ở miền Tây Nam Bộ nhìn chung nhịp sống vẻ ngoài chậm rãi hơn so tất bật như đô thị sầm uất Sài Gòn. Những cụ bà buôn bán trên đường phố về đêm ở miệt quê dường như cũng nhàn hạ hơn trong sinh kế khi không có quá nhiều áp lực. Nói trắng ra là hồi xưa cô cũng đi làm công nhân xí nghiệp dệt thời gian, nhưng mà sau này cái cô thấy đời sống ở thành phố nó chật vật quá, cô mới theo mẹ về quê. Rồi hồi lúc đó cô còn gái 17 tuổi à. Rồi cô bán, mẹ bán rồi mẹ nghỉ rồi cô ra bán thế. Nhịp sống về đêm ở miền quê có vẻ vắng vẻ xe cộ lưu thông hơn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến buôn bán. Cỡ 4 giờ cô hai dọn ra, cỡ 11 giờ cô hai dẹp. Bán cỡ 40 năm rồi con. Thì ở đâu ai cũng ăn hết chứ. Đi qua đi lại người ta cũng ăn. Quen rồi, mấy đứa nhỏ học sinh gì cũng ăn hết. Khách ăn đêm ở miệt quê cũng xôm tụ như các khu đô thị. Hàng rong vùng quê thì ngoài lượng khách quen ở địa phương còn có vãng lai qua lại. Buôn bán về đêm ở những vùng cư dân như vậy không có cảnh thói quen ngủ sớm của ngày ruộng rẫy. Nhiều khi mưa quá thì nghỉ, nắng thì bán cũng được, mưa thì nghỉ. Nhiều khi cỡ 11, 12 giờ xe cộ chạy qua lại cũng ghé ăn. Mấy người mà chở hàng này kia nọ bán cũng bình dân thôi, quen nhiều lắm. Như mấy đứa nhỏ học sinh rồi đó, nó đi về nó ghé ăn. Đời sống thôn quê miền Tây sở dĩ không quá tất bật vì theo giải thích của cụ Phương là đỡ tốn nhiều chi phí. Đời sống ở thôn quê này chỉ cần là con là chừng khoảng chừng 200 đổ lợ là con sống đủ rồi. Cho nên cô không có chịu đi xa, nhà thì khỏi tốn, nước nôi thì khỏi tốn, mình chỉ cần gói ghém 200 ngàn là mình đủ sống thoải mái. Rồi có thể mình cũng dư được tiền nữa. Trong trải nghiệm của những người đã dành gần cuộc đời của mình cho cuộc mưu sinh ngay tại quê nhà như cụ Phương, cụ Nên, thì tuy vẫn là gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhưng miệt quê chôn nhau cắt rốn là một lựa chọn nhẹ áp lực.